Hello mấy cưng. Trời ơi, nhà già không biết làm gì hết trơn á. Suốt ngày chỉ ngâm bồn nước hoa hồng với uống rượu vậy đó. Mình thì đang cô đơn mà đang là một người độc thân, thì có em nào thì cứ yêu Lệ Rơi đi nhá. Lệ Rơi sẽ không đòi quà lại đâu. Tuy nghèo nghèo thật nhưng mà cũng không đòi quà lại đâu. Ta nói rượu gì mà đắt tiền dễ sợ mua, ta nói mấy chục tỷ ra vậy đó. Tắm là phải ngâm hoa hồng Fabs Paris, chứ không có tắm hoa hồng bình thường, nghe chưa? Paris Natas. Và vâng, sau đây là ca khúc Anh Không Đòi Quà. I'm very luxury and Natas. Anh này hiệp cha này, đại gia này, nhà giàu tiền tiêu thả ga, xây riêng hồ bơi để nuôi cá. Anh thì nghèo khó, tiền chẳng có, nhà nghèo thì mẹ đâu có cho, xây riêng công viên để nuôi chó. Anh kia khi yêu em thì mua cho em những món quà đắt tiền, luôn luôn tặng em tối tài khiến. Anh đây khi yêu em là trao cho em con tim trung tình, em ơi hay lắng nghe anh này. Yêu anh đi em, anh không đòi quà. Chia tay anh không đòi quà lại đâu em ơi. Nè, nói cho mấy cưng nghe nè, người ta xài đồ thiệt hay đồ giả thì cũng kệ người ta, đừng có vào mà kêu chỉnh hóa đơn này hóa đơn kia. Ủa mấy cưng mắc cười quá, mấy cưng đi mua đồ có ai vào bắt mấy cưng chỉnh hóa đơn hay không? Tự nhiên mua cái đồng hồ vào chỉnh hóa đơn, nhẫn vào chỉnh hóa đơn, mấy cưng phải bà nội người ta mà vào kêu chỉnh hóa đơn. Mua bịch ni lông mấy cưng có vào kêu chỉnh hóa đơn, như vậy là không có được. Chị đây đại diện cho người nổi tiếng, nói cho mấy cưng biết, đó là cuộc sống riêng tư của người ta. Thằng kia ra đường là đại gia, về nhà sung sướng làm đại ca. Quen em tiền bạc xài thả ga, nhưng chia tay lại tới nhà đòi quà. Anh không như thế, không nhiều tiền, đồ anh xài mua chợ Kim Liên. Nhưng anh cam kết anh sẽ có là riêng, nếu chia tay anh sẽ không làm phiền. Anh biết anh không có tiền, nhưng mà anh không sẽ đòi quà lại đâu. Ta nói đeo 4 cái đồng hồ Rolex, nó nặng tay dễ sợ. Hôm nay chị mặc áo búp bơ gì của Huê Kỳ đó nha mấy cưng. Trời, tới nay cuộc sống giàu sang của một material girl nó sung sướng thì đau á. Hôm nay sẽ đến với chương trình của Lệ Rơi, gửi tặng anh em gà trọi. Vâng, chương trình ca khúc Kiếp Đỏ Đen. I love my face, I love my seat, I feel amazing. I love my face, I love my skin, my head is amazing. I love my face, I love my skin. Về vấn đề sắc đẹp trong xã hội hiện nay, chị đây là đẹp nhất rồi. Mấy cưng có thể thấy gương mặt đạt tỷ lệ vàng chuẩn mực hoa hậu thế giới. Hai con mắt cạnh đó, mũi cao thẳng tự nhiên, môi đỏ như son. Sống trong xã hội hiện nay không có nhan sắc thì làm được gì? Ai mà qua được chị? Ai mà đẹp như chị? Cho nên đừng ganh tị nghe không? Nè mấy cưng, muốn đẹp như chị phải có dòng máu hành tộc. Chị bước ra được biết bao nhiêu đàn trai cẩn ngờ, bao nhiêu cô gái hoa lên ngưỡng mộ. Người yêu của ta ơi, sao bỗng nhiên nó quay lưng hướng vời. Ta có lỗi chi hay tại ta nghèo, để giờ đây em phải vô tình. Thôi, dạ gì đủ rồi, giờ bỗng cung uống một ly rượu đỏ để chào tạm biệt mấy cưng. Nhưng cứ hôm nữa ta lại cảm thấy buồn.
bởi trái tim ta đã chót dài người. Vâng, cuộc đời say thì cũng say nhưng còn lâu mới tỉnh. Mà đã tỉnh rồi thì chẳng bao giờ sẽ say được nữa. Chúc các bạn trẻ sống ở trọn kiếp cuộc đời mà đừng dẫn thân vào kiếp tội đời đỏ đen.